thấy rằng là nó rút ra được rất là nhiều những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng cho các con. Điển hình đầu tiên đấy chính là khơi gợi cho các bạn đấy lòng yêu thiên nhiên, yêu động vật. Các bạn ấy có thể phân biệt được rằng là con vật nào sống ở trong rừng, các bạn ấy có hiểu được những cái thông tin về các loại động vật. Hơn nữa là bạn ấy có thể biết được không chỉ cái vốn từ vựng tiếng Việt mà các bạn ấy còn phát triển được các kiến thức, cái kỹ năng bằng tiếng Anh. Ngoài ra thì cái vận động thô và vận động tinh các bạn ấy cũng đã được rèn luyện rất là tốt khi mà tham gia từng cái trại trong cái sự kiện đó. Mình thấy có một cái rất là thú vị đấy là cái lễ hội của thổ dân. Các bạn được tham gia, được nhảy, được ăn này, ví dụ như nướng thịt hay là làm những cái hoạt động của những người thổ dân đấy, và các bạn cảm thấy rất là hứng thú với vậy. Hơn nữa thì cũng có thể các bạn sẽ có một chút những cái kiến thức về toán học, ví dụ như là đếm số những con vật này, hoặc là các bạn ấy được học mà được tham gia hoạt động nhóm với nhau, tương tác với nhau và xây dựng nên những kỹ năng mềm từ những cái hoạt động rất là nhỏ. Cái việc học mà có sự trải nghiệm này thì nó sẽ đem lại rất là nhiều điều bổ ích cho các con, thay vì chúng ta chỉ có học trên giấy hoặc là qua những cái sách vở và TV. My granddaughter will come home and she will talk about the activities that she has been learning about, been working with, and also teamwork. She is so excited about it. Con sẽ được học những kỹ năng như là kỹ năng quan sát này, đặc biệt quan trọng hơn là cái kỹ năng làm việc với nhóm của mình này, rồi là cùng giải quyết vấn đề, cùng đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra.